Hello, xin chào chú anh chị, bạn đến buổi gần ngày hôm nay nha. Hôm nay nhận được một cái anh bút cho chú anh chị. Một cái anh bút này được 9 tháng rồi nha. Cái anh bút qua thì rất là bự luôn của chú anh chị ơi. Nè. Chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không xuống cúng ruộng hết nha. Bò này đo thật lỗi của chú anh chị, cúng miếng nè. Cúng này là phạt luôn nha. Nè. Cúng nó khoảng một tấc luôn chú anh chị, rất là đẹp nha. Bò này sẽ mặt chính luôn nha, bò hơi nhóm sừng tí nha của chú anh chị. Nhắm chừng cái sừng da đó, đây, trong da rất là nhuyễn của chú anh chị ơi. Nè. Bò này có mức giá là 13 triệu của chú anh chị, 13 triệu là giá tại vườn nha. Bò tới nới luôn của chú anh chị ơi. Bò này giá có 13 triệu của chú anh chị, 13 triệu là giá tại vườn nha. Đây. Bò anh vút được 9 tháng rồi nha. Ở sân chung cư em đo khoảng một con bò này 1m2 nha chú anh chị. Bò này 1m2 nha, bò lỡ bò nha. Chú chị nhìn thấy rất là to luôn nha. Nè. Sao đây? Móng sò luôn nha, cầm đứng thẳng nha, không bỏ che, không chú cúng cũng thích. Bò rất tốt luôn chú chị. Qua thì rất là bự nha, xin chậu rất là rộng nha. Rất là tiện dinh sản nha. Bò chính xác lắm. 3 triệu chú chị. Bò này bò lỡ bò nha. Rất là tốt nha. Quá trời bò. Rất tốt luôn. Anh Wood nha. Thì dòng anh Wood của chú chị đã biết là để được mất sơ chú anh chị, nó rất là tốt nha. Dòng anh Wood siêu cọp từ này kia đẻ ra rất là mất sữa nha. Trong nha thì những mất luôn nha. Con bò này là dòng một của chú anh chị, thì trên nhìn mẹ là Bosin nha. Rất là tốt. Thùng dạo rất là đẹp của chú anh chị đây. Cúng yếm là thật luôn nha. Bò này lỡ bò luôn chú anh chị, rất là to nha. Chân dạo rất là đẹp luôn, chân móng là hoàn thiện nha, chân rất là to luôn. Rồi nãy giờ cũng như đặt em nhật thông tin với hình ảnh con bò cái này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích kênh em tế luôn nha. Số điện thoại của em để trên màn hình. Nếu cô chú anh chị nào có thích kênh em chia một like nha. Và một đăng ký kênh nha, để em tiếp cận được nhiều người. Và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mà tham khảo và lựa chọn nha. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em xin ráng kính chào. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.